Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại trên được mình. Mình là Dung ở đây. Hôm nay mình sẽ được với stick của Legacy chỉ trích điều gì áo của nhà mình like xem kỹ nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi một con gì đó nhỉ. Chỉ còn cung này. Ok, hôm nay mình sẽ chơi con cung này nào nhá. Chỉ trích điều gì áo của nhà để mình like xem kỹ nha. Oh yeah. Tốc độ đánh, full tốc đánh. Đấy, full tốc đánh chí mạng luôn mà. Thế mới là hào hán chứ. Ok, ok. Đam to thế, quên. Đây, một thôi. Chắc là nay mình sẽ làm được cung vàng nha, cung vàng nhá. Nói chung mình cho mấy con này nó ra, nhìn mấy con cung thường ra thì chất thôi em ạ. Đấy, cái gớm nhờ, nó phải đông như thế này. Úi xời, bao nhiêu người khổng lồ, bao nhiêu gian bót bay màu. Bay màu, ok, lên xiên luôn đi em ạ. Mưa tên bão đạn, úi xời. Mình không phải tại sao gọi là mưa tên. Cái tên trời thì trên trời chứ. Bão đạn thì sao? Bão là cái cơn bão, đạn là viên đạn nên là bão hình viên đạn. Bão hình viên đạn. Úi cái mẹ đấy. Ok, để xem nào, liệu anh cùng chúng ta với phút tốc đánh chí mạng liệu có thể ăn được gì không? Sổ chạy rất nhanh, cực gắt. Ui à. Với cái sức mạnh này chắc cả chục con ấy cũng được nhỉ. Để xem nào. Làm cho thật nhiều vào đấy. Với cái sức mạnh này chắc cả chục con gian bốt. Hai con nhá, đây là một con thôi, là chắc hai con. Hai con, xem hai con nó có làm ăn được gì không nào. Giáo này. Lùi. Úi xời. Hơi non. Cực cắt. Phải nói là cực cắt đi nè mà. Out today nè mà. Ok. Chị trả cho hai con dân bot rồi. Là team mình phải siêu đông vào. Ba con luôn. Tham lam. Ngu dốt. Còn cái này thì nè bạn xinh oh shit, ra lấy nhau tiếp mình bạn xinh hey wait a minute, who are you, xinh lui ui mẹ nó sáng rồi à. Ui, giàn bắt nó rồi và nó khỏe quá anh em ạ nào. Đây sẽ ra khô máu luôn anh em này, ra khô máu luôn này. Nhân. Ui, cực cắt. Ui, follow, ui. Với tình huống mua phải nói là cực cắt. Vâng, gọi là dạ. Cũng có người yêu và có lẽ cung này sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa, bông bụng phải nói là đứng tâm một. Ú bẩn, xinh. Đang tăng lên cấp 10 lần anh em nhá, đang tăng lên 10 này. Try them. Ok đấy bạn. Nào nói chung thì như thế, mình đang tăng lên 10 chưa tha. Đang tăng lên 10 lần em ạ. Mình sẽ thử nào. Đang trừ 1 trừ 10. Dũng 1 2 3. Ok. Trừ một nghìn anh em ạ. Liệu đam trừ 1000 có không? Đấy em ạ, trừ 1000 nhá. Để xem nhá, mình thử một tí nào. Mình cứ bật bất tử cóc đâu ta. Lại đam trừ 1000 đây em ạ. Ở chung cái nào không đây? Đam trừ 1000 nhưng bắn vẫn được 68 này. Out thật đây. Thực bay em giờ chưa thấy trường hợp nào như thế này. Ok, nói chung thì mình nghịch tí thôi. Đây rồi, chơi lại em ạ. Thôi là đây, chơi lại nhá. Nào bây giờ mình sẽ chơi cung vàng. Ok, cung vàng nhá. Đây, cung vàng đâu. Archigun đây. Mình sẽ điều khiển cho nó phóng to lên em ạ. Kiểu mình gần cung siêu to khổng lồ bắn siêu xa anh em ạ. Kiểu thế, bắn rất chất. Cực cắt. Phải nói là cực cắt đây em ạ. Ok, được rồi đấy. Nào, vừa nãy là một quá chiên liều. Mình gọi là, ôi rồi em ạ. Ui, đứng sát chân không bắn được kìa. Wait a minute. Who are you? Nào hồi máu nào, úi giời hồi máu rồi. Nào úi giời siêu to khổng lồ, nó phải găng ngay nè mà. Đấy, tầm bắn nó phải gọi là nhức nách. Đấy em nhớ, bắn phải gọi là nhức nách. Đấy, thoát siêu nhanh luôn. Mình sẽ triệu hồi ra một binh đoàn cung siêu to khổng lồ. Đây rồi. Nhờ, hú xem nhờ. Bắn siêu pháo ơi xịt hết kìa. Out today nè mà. Out today, từ bây giờ chưa thấy
giờ liền bắn lại. Ui, ui xịt hết kìa. Nào lại nào. Ui, quả này em còn xịt thì thôi. Nhờ, ui xịt kìa. Ôi, am phải để ở trạng thái thủ thì nó mới dễ bắn anh em ạ. Để trạng thái thủ mới dễ bắn chúng. Đây. Rồi, một đống binh đoàn cung vàng siêu to khổng lồ. Đấy, đây. Đấy, binh đoàn cung vàng siêu to khổng lồ nha. Đây rồi, rồi. Vậy thôi anh em ạ. Bởi vì ấy quá. Nhân sổ cực gắt xung giờ đấy đây mới gọi là mưa tên. Ý giời, em nhìn này anh em, tin là mình bắn một phát nó bay thích kiểu xin xin. Ui không tới nào anh em, xung lên nào, xin 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 xin. U tuổi tôm sẽ cho nó săn bót anh em nhá. Đây đây, cho săn bót luôn nó xin mọi tên gấp 3 lần. Ok, cho bạn săn boss luôn này. 1, 2, 2 có 3 con săn boss luôn nhá. Này nhờ này, xinh 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 xinh, bắn toán hết shot rồi. Thế này, thế này là dở rồi, toán hết shot luôn. Thế này nhờ 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 nhờ. Có lẽ sức mạnh tăng lên gấp 3 lần nữa nào. Man vui xin bạch. Ok, mình tưởng thua trong găng tấc anh em ạ. Like cứ tưởng thua trong găng tấc mới hay chứ. Ok, mình bỏ, mình không chơi cái trò siêu tọc lồi nữa. Giờ mình chơi siêu đông nhá. Xinh 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 xinh. Cung vàng anh em nhá, cung vàng hơi bị xịn đấy. Cung vàng phun tốc đánh chí mạng đấy. Vừa đâu. Mình sẽ thử xem liệu sức mạnh của cung vàng có gì thay đổi. Nếu bây giờ mình sẽ chỉ tăng 1 thôi nha. Sát thương gấp 1 lần thôi. Đấy, cho 2 con rắn boss luôn. Tiếp tục tăng viện trợ quân vàng. Cung vàng rồi lên, tiếp tục tăng viện trợ cung vàng nhá. Rồi được rồi, nhân nhân hai con rắn boss tiêu diệt. Vâng, phải khiến cho bọn cung kia mất một ít máu rất là đơn giản, bởi vì cái này mà mày tăng lên gấp 2 lần thì liệu có thể tiêu diệt bao nhiêu con rắn boss mà không bị mất máu đây. Ô mày em quên mất bọn zombie, quên 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 đi nào bạn. Đây đây, ấy bằng này con vàng với sức mạnh x2 lần, liệu có thể tiêu diệt được bọn gian boss này mà mất, có mất chặt máu hay không. Ui ui, hai con cứ mất một giọt. Mình quên, từ mình quên đi em ạ. Anh em biết mình quên gì không? Bởi vì mấy cái con vàng vàng này này nó vẫn kiểu mình đeo skin nào thì nó vẫn là skin đấy em ạ. Bây giờ mình sẽ cho skin này ma cà rồng đi. Ok, mình sẽ tạm gọi đây là cung vàng ma cà rồng. Ok nào, đó chịu hồi 1, 2, 3. Ok, mình sẽ chịu hồi một lượng cân nhất định nhá. Đấy, x2 có vẻ là không cần thiết phải sử dụng một sức mạnh gì quá khủng khiếp anh em ạ. Đấy, x2 đang to gấp đôi mà nhỉ. Đây, cho thêm này. Đây, cho thêm anh em ạ. Bấm liên thanh luôn nhá, rất là cực khổ anh em ạ. Nên là anh em nhớ lại xem đăng ký cho mình nhá. Ok, 1, 2 con rắn boss này. 2 con rắn boss nhá, xem nào. Xinh 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 xinh, 2 con rắn boss với sức mạnh x2. Không mất một giọt luôn. Ui à, tiêu diệt nó trước khi mất một giọt máu này anh em ạ. Có lẽ sức mạnh x2 vẫn là chưa đủ. Chúng ta cùng đến với 1, 2, 3 con với sức mạnh x3 lần. Xem nào, liệu 3 con có thể cân được sức mạnh x3 lần không nào. Mưa đa, sức mạnh x3 rất là khỏe. Khỏe quá anh em ạ. Ok, 4 con này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con, liệu có thể tiêu diệt được sức mạnh x3 không nào. Nhờ. Ui, cực cắt, ui, cực cắt, ui. Ok hả, mấy á. Còn kia nó mất khỏe quá anh em ạ. Ui, không phải sức mạnh x3 có thể chiến thắng dễ đến như thế đấy. Cực cắt luôn em ạ. Phải nói là khá khỏe. Bánh khá mạnh đấy em ạ. Úi dồi ôi, sức mạnh x3 nhớ bá chủ thiên giới luôn đấy. Nào, sức mạnh x5 đây, đại náo thiên cung đi em ạ. Ok, anh em nên nhớ là cho dù mình có khỏe đến mấy đi chăng nữa thì cũng không nên đại náo thiên cung, vì đại náo thiên cung giống tôn của không sẽ bị đá đè đấy anh em ạ. Ok, rồi nhờ người mắt quay kì tí rồi bấm liên thanh. Ok, rồi được rồi, với sức mạnh x5 thì sao, định làm trường đống dàn bot luôn nha. Xem nào, liệu một đống dàn bot có thể ăn được 220 đạn sát thương. Vâng, cực cắt. Ui, có lẽ là một đống dàn bot có thể ăn lại được rồi, vẫn có thể giận cho con kia rất máu rồi, cứ tưởng à. Con zombie nó vẫn được triệu hồi kìa. Đây, Ben chưa gấp lao như thế này à.
Mình đang mặc rất là nhiều đồ ma cà rồng. Quên, mình mặc hết full ma cà rồng em nhá. Để mua full ma cà rồng luôn. Không hiểu tại sao đồ ma cà rồng vẫn đắt nhất. Không hiểu kiểu gì. Mặc dù thì đồ này xịn thật, đúng là xịn thật. Nào vâng, đúng rắn bót. Không tiêu diệt được nhưng là mất máu được em ạ. Đúng là một kỳ tích. Đấy, đấy người ta gọi là một kỳ tích rồi em ạ. Ok. Ok, sân này là sân boss Archegon các bạn. Mình sẽ cho nó đầy cái sân này nhá, đầy cái sân này. Được chưa nào? Rồi được rồi, vậy thôi em ạ. Vậy thôi nhá, với sức mạnh X5 thì có thể tiêu diệt 1 2 3 4 5 5 con sân boss không. Xinh 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 xinh. Vâng. 5 con sân boss thì lại dễ quá em ạ. Ok, với sức mạnh X10 thì sao? 10 này. Đang đấy là cực gắt này em ạ. Đấy. Ok. Nào mưa tên rơi lá chả luôn này. Nhìn này. Bắn khai hỏa. Xinh 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 xinh. Ok con này không bắn này. Ra xã hội là bắn bên trái chỉ có làm thì mới có ăn. Ui 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 làm thế nào mới cứu mình nhờ. Ui giời. Hết thôi. Hết thôi. Hết thôi. Ok. Cho lại một lượng quân nhất định này. Ơi chết cha là nó một con thân boss rồi. Cho lại một lượng quân nhất định này thôi. Nào, nhân nào một pha này siêu full chim ạ. Ok nào lần này chúng ta sẽ cho sức mạnh tăng gấp 20 lần đúng đồng nghĩa việc đối đầu với cả một binh đoàn giàn boss siêu đông bởi vì nó khỏe quá mà. Đợi nó đi đến gần kia rồi thì bắn xinh đam to quá. Không quân nào thì đánh luôn anh em ạ. Ui đam to quá, đam to thế này là dở rồi anh em ạ. Ok trời, siêu đông luôn. Xinh ui giàn bót hiểu như ngã giả luôn nhỉ. Ui chưa kịp sớm một phát nào hết. Vâng giàn bót đã sớm được rồi nhưng mà cũng hiểu hết rồi em ơi. Hiểu hết được còn đâu. Ok hồi máu ui hiểu được vài con cung vàng ấy. Vậy là một đống giàn bót quá nhiều có thể ăn được một minh đoàn cung vàng. Phun tục đánh với 30 nội tại. À 20 nội tại giờ chưa sẽ trên 30 nội tại nhá. Nào liệu bây giờ bọn cung vàng bắn nghìn mấy vậy. Đàm to lắm ở đây em ạ. Đàm siêu đông luôn. Sức mà đông. Đấy. Nhờ nào cho xe lên tấn công em nhá. Ok nào, xem nào. Ui bắt đầu dẫm được rồi. Ôi dẫm được một phát rồi. Ui follow. Có những tình huống múa phải nói là cực cắt. Ui đàm to quay đi mọi người. Ui bọn thủ đang rất là to nhưng mà có thể nào chính là nó không thể ăn được bọn em không. Ui nó vẫn ăn được anh em ạ. Mọi người hẹo khá là nhiều nhưng vẫn ăn được. Ok bây giờ chúng ta sẽ cho nó nạp cạc lên tới tận 50 em nhá. 50 đây, 50 và một binh đoàn giàn boss siêu dày. Ui đam to đam đấy anh em ạ. Ok bấm điện thoại. Ui chưa gì mưa tên bắn cao thế. Nào lên bắn ạ. Liệu bọn giàn boss có kịp xây một phát nào không? Vâng đây gọi là biến sát giàn boss rồi anh em ạ. Ui thua rồi. Đam quá to anh em ạ. Đam nó to vào. Bây giờ mình sẽ nạp càng lên 1000 đấy. Đam lên 1000. Đam tay lên 1000 này. Đây sẽ bấm giàn boss mãi không ngừng. 38.000 đam. Nói là cực gắt đây nè. 38.000 đam. Ok cho chín thằng boss ở đây nào. Piu. Ui mới còn một hit. Ôi thế này thì lại đơn giản quá anh em nhỉ. Mới còn một hit thế này. Giàn boss hẻo như ngã ra làm vậy. Có lẽ giàn boss không phải là một đối thủ xứng tầm. Vâng đây phải gọi là một biển giàn boss luôn. Ấy chụp cái ảnh này làm ta nhìn phê lắm em ạ. Rồi giàn boss đã không thể vượt qua được rồi thì giàn leader thì sao? Giàn leader một con rất là mạnh nhá. Ok được rồi em ạ, vậy thôi xem nào. Ui giời nó bắn chạch quá thường hiệu. Hảo hán okay. Nó đang to hơn chạy gần 1 triệu. 1, 2, 3 úi xời đang 760 triệu. Ok 1, 2, 3 ok 10 triệu đúng rồi 10 triệu anh em ạ. 10 triệu 10 triệu ơi mấy à
1 1 2 3 1 2 3. Ok, như vậy là gian leader cũng không có cửa. Vậy thì Megaki thì sao? Megaki chờ cho rất nhiều lính nhá. Đây này mà, mưa tên, ui ôi mưa tên. Và ui rồi, phụ thủy lên kìa. Ui Megaki, ui. Ui, nhưng mà không ăn thua nè mà, Megaki yếu quá. Archidon, fire. Attack. Ui lát thế. Có lẽ nó quá nhiều cái gì đó nè, thử lao lên bắn phát nổ tung trụ luôn này. Biu tôi lùi, ui giời. Mấy thanh niên đẹp trai vừa ra phát ủa. Quá đẹp cho đội bắn xe này nè mà. Ok, lần này chúng ta sẽ chơi không tăng sức mạnh nhé, sức mạnh thì tăng lên gấp 2 lần thôi. Vì đam to quá mà, cương bản đam to quá mà. Ok, cứ tấn lên tấn công với nó là em sẽ chơi siêu đông. Lần trước thì siêu mạnh, là siêu đông, ok. Mình sẽ chi phần lớn thời gian 4 phút nữa, đấy 3 phút nữa để bấm mình em ạ. Ok, thế nào. Xe nào, úi dồi, mưa đà. Ok. Rồi, bắt đầu đông rồi. Cho nó một con gian boss đi. 1, 2, ok, 2 con gian boss thôi. Với cái đà này cho 3 con đi. Lu. Ui, bà phù thủy vừa lên phát hẹo luôn được ở đâu. Tấn công. Nào, xin. Ui, ui đang to lắm mình nha bà. Ui, mình khinh thường con gian boss đó. Ôi, mình vừa bỏ xong kìa. Ui, wow. Defense. Anh em có vượt thế cái gì mà mình đang thấy không anh em? Có cái tờ đấy, nó bắn một phát còn tí máu mà nó chết luôn. Wow, khỏe như thế đến sao? Đúng, chắc chắn là khỏe đến mấy cũng có cách chỉnh trị này mà. Ok, vì võ quýt dày có móng tay nhọn đã có cắt móng tay rồi này mà. Vì võ quýt dày thì đã có móng tay nhọn. Mà móng tay nhọn ở đây team địch nó sẽ chính là dàn leader, tank leader này mà. Do vì tank leader nó sẽ tự động đẩy lên mà. Đấy, móng tay nhọn ở đây sẽ là tank leader, bởi vì tank leader nó khỏe quá anh em ạ. Nó vừa trâu đam, nó vừa to à. Đam vừa thôi nhưng mà nếu như mà cho đông nó sẽ lao lên rất là nhanh và sốc sát thương team mình em ạ. Bây giờ nó sốc sát thương team mình ở đấy, nó đi thẳng vào trong giữa, nó sốc ở đấy. Nhưng mà mình bảo ơi, võ quýt dày thì đã có móng tay nhọn. Và móng tay nhọn ở đây nó chính là gian leader và một số lượng gian leader vừa đổ nó có thể xiên hẹo hết các bạn này. Để em nhờ, quýt dày thì có móng tay nhọn, nhưng mà móng tay nhọn của gian leader thì chính là người khổng lồ chứ còn gì nữa. Nhọn gian leader này đã có cắt móng tay thì lại có máy hàn xì, nhưng mà máy hàn xì của người khổng lồ thì nó lại chính là Guy Rider. Vâng, Guy Rider đợt này cực gắt. Trời, bằng mấy con thì thử thôi trời lượng ơi. Cho thêm 2 con nữa. Cho thêm 2-3 con nữa cho nó đông đi nè mà. Đấy. Này nó đi giữ đỡ chồng một đống zombie này. Zombie lên trên bầu trời nào cũng vui lên. Ui zombie khổng lồ. Ui. Đấy em nhỏ. Ui trời ơi đấy. Chỉ cần tí nữa zombie nó đông lên một tí thôi là kiểu gì bắn kết nhạo ngay. Nó sẽ bị bào máu dần dần anh em ạ. Ok, nhờn. Ui. Quên mất cái mông cổ này, nó mặc đồ ba cả dòng đi em ạ. Rồi lên nào. Xin. Oh shit, not good. Không ổn đấy em ơi. Ôi, khổ rồi. Lên chiến em nhá. Lần này chúng ta sẽ phát động tấn công sẽ có thắng được không nhỉ? Bởi vì là bọn khổng lồ đang đánh nhanh mà đang đánh nhanh thì thường sẽ thắng. Ui, bọn khổng lồ đang đánh nhanh sẽ là khỏe nhá. Nhận Kai sai được, Kai sai được chúng tôi nè. Đây thì Kai sai được. Ui, Kai sai được trông thế. Nhận Lao bét nè. Không cạn luôn đi em à. Cạn lý nào. Ok, xong. Thắng luôn anh em nhá.
Năm nào mình cũng đang để cho đam to gấp đôi. Mà ui thanh niên này ui bao nhiêu nguy rồi. Mũi tên bay màu thôi kìa. Rồi thì mình muốn thử một cái trò này nữa mà. Đây. Ơ kìa, thắng rồi, đơn giản quá. Nó phải gọi là đơn giản quá. Đây khó rồi nè mà. Đây để con cung đi. Nào bây giờ mình sẽ nghĩ ra trò này. Mình sẽ thấy con giáo thường thôi, Đây giáo thường. Giáo đây, giáo thường thôi. Nào xem cái khiên lên một bậc này. Đây sẽ cho cái khiên lên một bậc thôi nè bạn. Rồi mình sẽ cho một tạo ra con này và phóng siêu to khổng lồ lên. Nếu như bây giờ mình đang suy nghĩ, bây giờ bọn nó có cung thì sao? Đây mẹ oánh chết ta, bây giờ chứ lệ. Cung đâu, cho nó cung vàng đây. Cho nó cung thường đây em, cung thường nhá. Một hai con, hai là cung thường. Thí điệu, cái khiên to như thế này. Ui, nó đỡ hết đấy mà vẫn phải chịu ba sát thương kìa. Ao thật đây. Ok, bây giờ mình cho siêu to khổng lồ nữa này. To lên nước thứ ba này, quả này khiên to chà bá lửa. Ui, đỡ hết luôn kìa. Ồ không, hình như không phải. Cứ là cực gắt. Ơi giờ thì mình có một cái mọi người. Ui giời, khiên to quá, to khiên quá. Đấy, khiên to không lo chết đói. Ui giời, đấy là cực gắt đây em ạ. Ok, mình sẽ lui về đây. Cho một anh giá vàng nào, đâu rồi? Giá vàng, đây giá vàng nè. Stay behind me. Đấy, giáo này giáo vàng luôn nhá. Để xem nào, liệu giá vàng có thể làm gì không. Ui giời. Ui giời, giảm kích thước xuống anh em nhé. Đây, giảm kích thước xuống 1 này. Tham to lên 4 nhá. Ô chôn sinh ấy chờ. Ô cả thế là để em xem nhá, tao bắn phát nữa này. Úi ơi, mình định trêu nó rồi. Kích cỡ thứ nhất xem nào. Ui, kích cỡ thứ nhất đỡ không bị nhỏ. Kích cỡ thứ hai sinh. Ô đỡ luôn anh em ạ. Ui bay hết mà. Ê xa. Ok, mình sẽ thu nhỏ kích cỡ mình lại cho anh em nhìn này. Thu nhỏ kích cỡ mình lại đúng không. Bây giờ mình sẽ cho nó bắn vào cái khiên của mình. Đấy, cho nó bớt cái khiên của mình. Đấy giờ một số mũi tên đúng không này, cho to lên này, phóng to lên nhá. Đấy, đấy, có nghĩa là sao phóng to lên đây. Nhưng mà mấy cái mũi tên nhỏ nhỏ mà bắn vào cái khiên của mình này, sau khi mình thu nhỏ lại thì lại nhỏ hơn nữa. Đấy, thế mới là hào hán như đời. Kích cỡ thứ ba, sợ ôi, sợ kích cỡ thứ ba đỡ cực gắt. Kích cỡ thứ tư luôn này. Ok, kích cỡ thứ tư thì nó lại quá to. Vấn đề cái khiên của nó cứ như là một cái gì đó. Đấy nhá, khiên bớt tất. Mình sẽ chờ cho nó thêm. Ơ kìa, sao lại đánh mình sẽ xử hết mọi này. Anh nhìn chú hơi lâu rồi nhá, cu đề. À, cái con này này, cái con này. Ơ kìa, ôi, sao nó đánh chết mình cơ. Ơ kìa, cái gì đây. Đi vậy thôi. Chúng là một tấm cung thủ anh em nhá. Wait a minute. Who are you? Thế nào, liệu có lẽ nào chính là nó. Rồi, 1, 2, bà phù thủy ra bút máu cho mình ngay đây em ạ. Vâng, thế nào. Úi sợ, úi ạ. À, anh không muốn đánh đâu nhưng mà mấy chú bắt anh phải đánh à. Tại mấy chú bắt anh phải đánh thôi nhá, anh không muốn đánh đâu. Dần. Mẹ, để cái cỡ này mẹ khó đánh quá đấy mà. Mẹ xuống, này. Con này ui không đánh được bạn. Đây xem nào, xem sao biết ạ. Trời, chết chưa. Nào lên đỡ thôi nha. Bọn này nó liên tục trộn là mấy con cận chiến à. Trộn ra 2-3 con cung rồi. À bên đây mình đỡ đi em ạ. Ui là khiên. Khiên đỡ tất đi em ạ. Thì gấm chưa. Ui là bao nhiêu cung bay hết rồi nữa. Ui, nó bắn toàn lên trên cái nóc cung của mình kìa. Nó bắn vỡ đầu mình nữa này. Quay đít lại cho bắn này. Mình sẽ nhập vào con này. Cho nó chết cả. Mình đang định bảo là cho bắn nhưng mà sao. Cho bắn luôn nhá. Đấy, cho bắn luôn nhá. Cho bắn luôn. Này. Chạy đây cho bắn này. Cho bắn luôn. Ui à. Quá là điều bình thường luôn. Ui. Quá là điều bình thường luôn anh em ạ. Quên. Đừng gấm nhỏ hồi phun cây luôn nhá. Ui xài.
với cái kiểu này thì bất tử rồi rồi đâu. Ông là sao ông như này? Ok, mình sẽ chơi, mình nghĩ là một trò rất là hay em ạ. Nhưng mà trò gì không? Mình sẽ triệu hồi ra hai bà medic với tốc độ đánh thần sầu. Hú gì ạ? Hai bà medic nhá. 1, 2, 3, 4 đấy, 4 bà medic luôn nhá. Đấy, kích cỡ giảm xuống, đam xuống còn 1 thôi. Rồi, team địch sẽ cho là một đống ma chơi luôn, một đống cung luôn. Cung đam khá là to đấy chứ nào. Ôi bạn ơi. Cho thêm cung thủ này. Đấy, cho thêm cung thủ anh em nhá. Đấy. Ui giời. Tướng gì em nhở? Medic phun tốc đánh hồi máu siêu nhanh. Không thể nào mà cản được Medic. Ok, Medic đâu? Đây bọn kia bất tử thôi, đâu rồi Medic đâu anh ạ? Múc thêm cho thêm vài con nữa. Đấy, đúng bà Medic luôn. Lao lên cùng với bạn bè chơi cho vui đấy. Hôm nay thì phải gọi là bắt con nhà nó mà tử rồi nè mà. Rồi được rồi, mình sẽ cho team mình này một con chăn bót luôn này. Giỏi đầy cây. Ui đập chết à? Ui đập chết kìa. Ui con chăn bót nó khỏe quá anh em ạ. Con chăn bót nó khỏe quá. Ui nó đập phát nào chất lượng phát đấy luôn anh em ạ. Ui ôi đập phát nào hẹo luôn bà đấy kìa. Ok ok không sao. Nhân. Ok, thoát. Nếu như bà Medic đã có sức mạnh tối cường như thế thì sao? Anh em nghĩ đúng ý mình rồi đấy. Anh em biết làm sao không? Mình chơi ra một con giáo. Rồi sau đó sẽ chơi một đống bà Medic ra. Rồi sau đó cho nó một con gian bot. Đấy, được chưa? Và đây sẽ là người chiến. Thằng tay con này. Làm sẽ lên mình hướng đòn. Ê, để im anh hướng đòn nào. Ui, sạch bất tử. Ui, đồ mè nét. Who are you? À, đánh này. Cho bọn kiếm nó đánh em ạ. Vì thằng này khổ lồ đánh chậm quá. Rồi, cho bọn kiếm nó đánh, ok. Nào lần này, cho bọn kiếm nó đánh em nha. Người khổ lồ đánh chậm quá. Đâu ạ? Cho kinh luôn đi này. Đấy, kinh nhá. Đấy. Chém nữa đi này. Úi giời, bất tử. Đấy, ui giời. Phải gọi là bất tử. Ui nhà vua chọc đông thế. Ui nhà vua đang to thế. Ui Help, what the hell. Ui là bê lết. Who are you? Ui đang to à, nhà vua đang to à. Lên hy sinh một đứa. Ôi đám to quá. Ok mình nhớ kinh quá anh em ơi. Chắc là ngày mai mình sẽ tạo ra chơi kinh em nhá. Mình nhớ ông vua đẹp trai. Thời nào vẫn còn đẹp trai. Giờ vẫn còn đẹp trai nhưng mà gần hết đẹp trai rồi. Em ơi cho nó giăn bót đi. Ok cho nó giăn bót. Để tấn công nhờn. Nào boy. Lên. Úi ở đâu đấy cây luôn kìa. Ui sao bà Medic hiểu gần hết kìa. Úi là ôi bạn ơi. Úi dồi ôi cực gắt. Mới hơn chắc cái link mình đây. Cái thân các bạn nếu bạn thấy hay còn nhận được like xin ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.